Giàu nghèo luôn là vấn đề xã hội mà chúng ta quan tâm. Ở đây việc chỉ ra địa phương nào đang giàu hay nghèo nhất không phải để so sánh, xúc phạm nhau, mà qua đó để chúng ta nhìn nhận, quan tâm hơn đến tình trạng chênh lệch giàu nghèo. Từ đó có giải pháp hỗ trợ đầu tư phát triển những nơi còn nhiều khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Vậy thực tế hiện nay, địa phương nào đang giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam? Những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất Việt Nam. Tháng 1 hàng năm, Bộ Lao động sẽ công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cả nước và 63 tỉnh thành. Theo kết quả công bố gần nhất tại quyết định số 71 ngày 19 tháng 1 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì số hộ nghèo cả nước hiện nay là 1.057.374 hộ, chiếm tỷ lệ 4,07%. Trong đó, 5 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất lần lượt là Hà Giang 37,08%, Điện Biên 30,35%, Cao Bằng 28,94%, Lai Châu 28,54% và Bắc Cạn là 24,71%. Còn nếu xét về số lượng hộ nghèo nhiều nhất, thì nhóm 5 tỉnh cao nhất có sự thay đổi. Hà Giang vẫn nhiều nhất với 70.318 hộ, Nghệ An có 55.348 hộ, Đắk Lắk với 54.689 hộ, Sơn La 52.883 hộ, Thanh Hóa 49.893 hộ. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào tỷ lệ hộ nghèo thì vẫn chưa thể xác định địa phương nào nghèo nhất, mà còn tính đến các yếu tố khác, chẳng hạn như thu nhập bình quân đầu người. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người một tháng thấp nhất năm 2021 thuộc về 5 địa phương sau đây: Điện Biên 1.820.690 đồng, Sơn La 1.834.290 đồng, Hà Giang 1.933.320 đồng, Lai Châu 2.049.600 đồng và Bắc Cạn là 2.125.170 đồng trên một tháng. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi tỉnh nào nghèo nhất thì còn tùy vào tiêu chí thống kê mà bạn chọn. Nếu tính theo tỷ lệ hộ nghèo thì Hà Giang đang có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, còn tính theo thu nhập bình quân đầu người thì Điện Biên đang đứng vị trí 63 trên 63 tỉnh thành phố. Thực tế, có thể thấy những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao theo thống kê đều nằm ở khu vực miền núi, hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Vì vậy, các khu vực này cần được quan tâm đầu tư phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về tỉnh thành nào đang giữ vị trí giàu nhất Việt Nam. Có phải là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Bình Dương không? Trước tiên, nếu xét về thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2021 thì sẽ có bất ngờ đến mọi người. Giữ vị trí quán quân là Bình Dương với 7.122.960 đồng trên một tháng. Wow. Giữ vị trí thứ hai với 6.007.580 đồng là thành phố Hồ Chí Minh. Và Hà Nội xếp thứ ba với 6.001.570 đồng. Giữ vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt là Đồng Nai với 5.751.450 đồng và Đà Nẵng là 5.229.940 đồng. Còn nếu xét về quy mô GRDP năm 2022 thì năm 2022 GRDP thực tế của thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với 1.479.227 tỷ đồng. Hà Nội đứng thứ hai đạt 1.196.000 tỷ đồng. Thứ ba là Bình Dương với hơn 459.000 tỷ đồng. Đồng Nai là 435.000 tỷ đồng xếp thứ tư. Và thứ năm là Bà Rịa Vũng Tàu với 390.000 tỷ đồng. Còn xét về GRDP bình quân đầu người cao nhất Việt Nam 2022 thì top 5 tỉnh thành sau sẽ lọt top. Bà Rịa Vũng Tàu là 331 triệu đồng trên người trên năm. Quảng Ninh là 198 triệu đồng, Hải Phòng là 175 triệu đồng, Bình Dương là 170 triệu đồng và Bắc Ninh 167 triệu đồng. Như vậy, nếu xét về thu nhập bình quân đầu người thì Bình Dương đang đứng đầu cả nước. Còn nếu xét về quy mô kinh tế thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vị trí đầu tàu của Việt Nam. Mà nếu xét về GRDP bình quân thì Bà Rịa Vũng Tàu lại đứng đầu cả nước. Và có lẽ đến thời điểm này thì mỗi người cũng đã có tiêu chí của riêng mình để trả lời cho câu hỏi địa phương nào giàu nhất hay là nghèo nhất tại Việt Nam rồi nha. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.